Nhìn gương mặt hớn hở của em Sumi nhà mình khi thấy ông bà ngoại đến đón kìa. Đấy, lần này thì hết buồn ông bà ngoại rồi nha. Ta nói lần trước ông bà ngoại có việc đột xuất phải về gấp nên lỡ hẹn với Sumi thôi. Vậy mà em buồn mấy hôm liền. À mà sao hôm nay ông bà ngoại lại có mặt ở thành phố thế nhỉ? Ờ hay chứ, không phải có đứa 1-2 kêu ông bà ngoại lên thành phố gấp để ăn mừng có tin vui hả? Làm lật đật thu xếp công việc chạy lên liền. Ủa, ở đâu ra hoa và bánh vậy ba? Ba tính cầu hôn mẹ lại hả ba? Nếu mà không nói đâu, Su đi rồi sẽ biết. Ý có khi nào mình sắp có em không ta? Bớt lại nha Su, tính dụ mẹ nói ra hả? Không nói đâu, cuối buổi tiệc thì Su sẽ biết. Mà đừng cái gia đình nhà mình ngộ ghê. Bình thường mà gọi rảnh không vào nhà máy phụ chị là em nào em nấy bận hết. Thế mà gọi cái hỏi đi ăn không, chưa kịp mời là đứa nào đứa nấy có mặt đông đủ luôn rồi nè. Mà đâu có riêng gì mấy chị em đâu, hai chị Su nhà mình mà nghe được dẫn đi ăn là khoái liền. Su bớt nhoi có chân lộ bí mật bây giờ. Không có gì hết, đi ngoài. Ê ơi, suýt nữa là lộ bí mật rồi đó. Ai chà, ba Dũng nhà mình cũng biết lựa ghê. Nghe đâu đây chính là hệ thống nhà hàng bò tơ lớn nhất Hà Nội giờ cũng đã có mặt ở Sài Gòn. Tưởng không rộng, ai ngờ vào rồi mới biết siêu rộng rãi luôn. Cân mọi bữa tiệc liên hoan sinh nhật họp mặt cuối năm là thoải mái luôn à nghe. Hôm nay thì mình đi cơ sở 486 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3. Ờ hay, hai cha con Su có bớt nhoi lại đi không? Dù biết là không gian phố xưa nhưng cũng không kém phần lung linh tráng lệ cơ mà. Có cần phải quấn lối nhau chụp hình mà quên luôn cả mẹ không thấy nhỏ, chụp cho mẹ một tấm cái nè. Eo ơi, sau một hồi lăn xăng thì bây giờ mấy em cũng chịu vào bàn rồi nè. Nhà mình đi cũng khá đông nên được nhân viên tư vấn vào phòng riêng cho thoải mái. Bò tơ quán có cả phòng riêng cho các bạn thích những không gian riêng tư ấm cúng để họp mặt gia đình nữa. Ơ hay, ông bà ngoại ngồi đây mà ba dì cháu nhà này ôm luôn cuốn menu thế hả? Để Su gọi món tôm này nha. Bò tơ cuốn bánh tráng em ơi. Bê chồng mọc chân nha ba. Con gọi bò tơ cháy cỏi nha ba. Đen xào khế, dồi bò chiên sụn, lẩu rêu, bắp bò, Fuji tích thượng hạng nữa. Anh có hết không Su? Ăn hết chứ ba, đường này đã ăn rồi mà ăn phụ phê. Ôi trời ơi, nghe chị Su nhà mình kêu thực đơn thì chầu này hơi bị lớn à nha. Trong lúc chờ món ăn lên thì ông bà ngoại cũng trầm trồ với cái món trà táo đỏ tứ quý. Ây da, món ăn lên rồi nè. Món đầu tiên, khô bò mắt kén xé tay. Chà, nghe chị Su nhà mình đánh giá một cái là ông bà ngoại nếm thử liền. Ơ mà ngon thiệt nha. Ủa, đứa nào chơi kỳ vậy nè? Mẹ mới quay qua uống có tí xíu nước mà hết luôn dĩa bò của mẹ rồi. Cũng may cho chị Su nhà mình là món bò tơ bánh tráng cũng vừa kịp lên. Trời đất ơi, xem cái dĩa thịt bò hấp kìa trời. Món này mà cuộn kèm với rau củ nữa thì ôi thôi tét cái nắp. Nhìn cái dáng chị Su nhà mình ăn cũng điệu nghệ ghê à nha. Khoan, để mẹ quấn một cái nếm thử xem nào. Chấm với miếng mắm nêm chua chua ngọt ngọt kết hợp với miếng thịt mềm mềm. Ơi giời ơi, nó ngon dữ dằn luôn á. Đây, với cái chuyên gia ẩm thực khó tính như ông bà ngoại còn gật gù khen ngon nữa nè. Tiếp theo là món sách đen xào khế. Món này chua chua kết hợp với độ giòn dai của sách. Dân nhậu mà gặp chúng món này thì đúng bài luôn rồi. Ngó qua ngó lại không biết hai chị Su nhà ta đang làm gì. Té ra là kêu cô phục vụ cho lên hai cái món sở trường của em. 1, 2, 3 nâng ly chuẩn bị báo tin vui. Ơ mà khoan, để nếm thử món bê chao Mộc Châu cái đã. Đây chính là đặc sản Tây Bắc vùng Mộc Châu. Thịt bê được chao qua chảo dầu, được chiên qua chứ không có ướp với chao nên vẫn giữ được hương vị béo ngọt của bê, chấm với nước mắm nêm đằng nhất cái nắp. Còn đây chính là lẩu thái bò đặc biệt. Nhìn cái dĩa thịt bò hấp dẫn ghê ha. Còn cái nồi lẩu thì ôi giời ơi, to ú ù ù luôn á. Nồi lẩu này có vị chua nhẹ của hương lẩu thái và vị béo ngậy của bò. Nhưng mà nói về độ ngon thì Trang vẫn mê cái món lẩu rêu cua bắp bò hơn. Nước lẩu thì có vị chua nhẹ nhưng hậu vị thì cực kỳ ngọt thanh, có cả chén rêu cua nữa nè. Ăn kèm với mọc bò, tàu hũ và thịt bò. Nhìn cái cách Trang nhúng thịt bò vào nồi lẩu là các bạn thấy mờ lem rồi đó nha. Xem cái tướng chị Su nhà mình thấy hấp dẫn đến nỗi kìm lòng hỏng nặng nữa kìa. Để Su nhúng miếng bò đánh giá thử cho ba nghe nha. Ngon quá. Còn đây chính là món dồi bò chiên giòn. Nhân được làm từ thịt bò được chiên giòn, ăn cực kỳ béo ngậy, không hề ngán luôn nha. Ôi giời ơi, món bò tơ cháy tỏi này thì khỏi phải bàn. Thịt bò tơ xèo xèo chín chảo gan luôn kìa. Gồm có thịt bò, hành tây và tỏi. Cục thịt bò nhìn khá to vậy đó, cơ mà rất là mềm và tươi luôn nha. Ủa, chưa gì mà đã xoa bụng rồi Su. Còn một món cực kỳ đặc biệt nữa kìa. Đây chính là món Fuji Stick thượng hạng. Món này là món đặc biệt à nha. Thịt bò ta nói nó mềm gì đâu luôn á. Chấm với cái nước sốt đậm đà thơm đẫm vị tiêu. Ôi dồi ôi, ngon thật sự luôn á. Không ấy, Su nhà mình ăn thử một miếng xem cái nào. Ủa, đứa nào tắt đèn thú vui vậy? Mừng ngày đó, ba ngoa sinh ra đời. Happy birthday to you. Thank you.
Ôi trời ơi, xem bà ngoại nhà mình bất ngờ sắp khóc rồi kìa. Ông ngoại tặng hẳn cho bà ngoại một cái bánh kem ghi anh yêu em mới chịu chứ. Còn gì ấm áp và hạnh phúc khi được bên người mình yêu thương tận hưởng những món ăn ngon, trao cho nhau tiếng cười như thế này. Vậy là cả nhà đã có một bữa tiệc sinh nhật cực kỳ hoành tráng và trọn vẹn cho bà ngoại rồi đó nha. Ở mà khoan, tới cái khâu tính tiền đứa nào đứa nấy chạy đâu hết trơn rồi. Cũng may là khi tổ chức tiệc sinh nhật ở Bò Tơ Quán Mộc thì mình được giảm giá tới 10% luôn á, mà còn được tặng kèm gói trang trí nữa chứ. Nhà hàng chu đáo thế này thì sớm thôi gia đình Xu sẽ quay lại nữa nha.